Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, ngày hôm qua thì Zika Audio cũng giới thiệu về các bác cái cục đẩy công suất thương hiệu là Epic Audio, mã là D802C vào rồi. Thì hôm nay bên em đã mở nội thất sẵn ra để em quay giới thiệu đến các bác cái phần phía bên trong nội thất. Vâng, em đã tháo sẵn ra rồi ạ. Vâng, thì đây là cái vỏ hộp nhôm này, hộp nhôm nguyên khối đấy ạ, rất là dày, nhôm nguyên khối. Cái này giúp cho tản nhiệt rất là tốt. Và là điều đặc biệt là phía bằng mạch phía bên trong đấy ạ. Vâng, bên em đã tháo sẵn ra đây để em chỉ việc quay để làm sao rút ngắn được cái thời gian để các bác xem và các bác hiểu nhanh nhất. Vâng, đây đây là cái mặt màn hình phía trước thương hiệu Epic Audio, mã D802C Pro. Đây là dòng đẩy công suất thế hệ mới công nghệ Class D, siêu nhẹ, siêu gọn và công suất thì cũng khá là cao. Và cái mạch main của nó thì được thiết kế main đỏ rất là đẹp, nhìn rất là nổi. Và các bác quan sát tổng thể rất là nổi. Và các bác quan sát kỹ những cái phần linh kiện. Đây là dòng công nghệ Class D mà dùng cái mạch dán, những con chip IC, những con trở rất là nhỏ. Đây là toàn bộ công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Bác nhìn vào là các bác biết được đó là hàng xịn hay không. Và đặc biệt cái dòng này là được tích hợp cả cái phần giải mã thay thế cho cả DAC X6. Đây, các em cũng có một cục DAC đấy ạ. Đây, DAC X6 thì là cái phần này là thiết bị này là dùng để giải mã tín hiệu từ Bluetooth xuống. Nhưng cái cục đẩy công suất mini này thì nó vừa có chức năng giải mã vừa có chức năng công suất, rất là tiện. Chúng ta chỉ cần một cái cục này thôi là chúng ta có thể kéo được những đô la cũng khá là lớn. Bát 20, bát 30 kéo cũng rất là ngon, ổn. Và bên em cũng đã thử, chạy rất ổn. Đấy, nói chung là cái dòng này thì phù hợp với những không gian quán cà phê, karaoke nhỏ nhỏ hoặc là trong phòng ngủ cũng rất là tiện vì nó nhỏ gọn. Đây là cái ưu điểm. Đây thì là cái phần, đây là cái con IC xử lý tín hiệu đấy ạ. Vâng, và kết hợp với phần giải mã. Đây là những cái núm tinh chỉnh ở cái màn hình đây ạ. Và đây là chiếc áp, chiếc áp vô cực. Núm vô cực chúng ta có thể chỉnh volume to nhỏ của nhạc. Đấy, thì đây là các cái nhìn quan sát đồng mạch là nó rất là zin, rất là xịn. Chúng tôi không phải nói là hàng nhái hay là hàng lắp ráp tại Việt Nam. Vì đây là hàng chuẩn, hàng Trung Quốc, made in China luôn ạ. Và đây là cái dòng công nghệ Class D, vì thế cái cánh tản nhiệt nó thu gọn rất là nhỏ, hầu như nó không sinh nhiệt. Đấy, không sinh nhiệt. Nói chung là chỉ chút xíu ấm thôi, nó không ấm đâu ạ. Vâng, dòng công nghệ Class D đấy là cái ưu điểm. Nó không có sinh nhiệt, nó không gây méo tiếng. Và đặc biệt cái dòng này chất âm rất là sạch, sáng và dễ sử dụng. Đấy, rất là gọn, chỉ nằm trong lòng bàn tay đấy ạ. Vâng, cầm tay này bác di chuyển rất là dễ dàng. Đấy, còn mà có những đôi la bác 25 mà chúng ta nghe những đôi la bốt 301 hay là 401 thì nghe cũng khá là ok. Chúng ta chỉ cần hát karaoke thì chúng ta có thể thêm một cái vang. Chúng ta kết nối vào tín hiệu AUX đây bằng hai cái jack hoa sen là chúng ta có thể đã chơi nhạc vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được rồi ạ. Vâng, thì đây là hai cái chạm cầu đỏ đen để chúng ta kết nối ra loa. Vâng, đây là vùng phần mạch công suất đấy ạ. Vâng, phần xử lý tín hiệu và cho ra công suất, phần xử lý công suất để cho ra hai cầu đỏ đen phía đằng sau. Nhìn nó rất là dày. Vâng, nói chung là nó phải nói là một thứ xịn, linh kiện chuẩn. Từ những cái dây người ta xếp rất là gọn. Đây rất là gọn, nó không lè xòe như cái dòng trôi nổi. Còn thì đây là cái phần nội thất phía bên trong mà em đã tháo sẵn ra để em giới thiệu đến các bác. Và đây là quyển catalog hướng dẫn. Đây, chữ Trung Quốc. Đây là quyển sách hướng dẫn thông số kỹ thuật. Đây là thông số kỹ thuật đấy ạ. Đây là cả tiếng Anh và cả tiếng Trung Quốc. Là hàng cũng xuất đi châu đấy ạ. Rồi, cái nó cho công suất đánh 50W ở trở kháng là 4 ohm và 8W ở trở kháng là 8 ohm. Đây là cái chế độ là an toàn của nhà sản xuất, còn đôi khi chúng ta đánh vượt ngưỡng được và anh cho ra công suất khá là cao. Vâng, nó cũng nhỏ gọn, cái này nó khoảng tầm chưa đến 1 cân đâu ạ, nó khoảng mấy lạng thôi ạ.
mấy trăm gam thôi. Đây là cái điều khiển. Đây là tất cả những cái mà linh phụ kiện đi kèm, đây là cái điều khiển. Nói chung là chúng ta chỉnh thế giới âm nhạc cho lòng bàn tay. Vâng, quán cà phê rất là tiện các bác nhé. Nhỏ gọn, không cồng kềnh như các cái âm ly. À, thường thường quán cà phê hay dùng những cái âm ly rẻ 203 của Trung Quốc thì nó rất là cồng kềnh và giá thành cũng khá là cao, không hề thấp, mà cái này thì nó thay thế rất là tốt. Đây, cục nguồn cũng đi kèm đấy ạ. Nó như một cục nguồn của máy tính nhá. Vâng. Thế là chúng ta kết nối xong là chúng ta có thể chơi nhạc được thôi. Vâng, thì đấy là cái chi tiết về đây có cả một cái anten nữa, anten bắt Bluetooth đi kèm nữa. Vâng, thì đây là những, tất cả những cái gì mà quan trọng nhất, tinh túy nhất và chất xám đổ vào đây nhiều nhất, đó là cái bảng nguyên mạch đấy ạ. Bao nhiêu kỹ sư thì mới ra được một sản phẩm như thế này, chứ không phải đơn giản là ra một cái là ra ngay. Khi mà chúng ta sở hữu một thiết bị như thế này, chúng ta sở hữu cả một kho tàng chất xám nhỏ nhưng nó có võ đấy ạ. Vâng, kết nối thì, rất là đa năng, kết nối bằng kết nối tín hiệu đầu vào bằng jack hoa sen hay là AV, kết nối bằng cổng quang, kết nối bằng USB. Đấy, rất là nhiều hình thức kết nối, nói chung là đa năng luôn ạ. Tín hiệu nào chúng ta cũng có thể chơi được với cái đẩy công suất mini của Epic Audio, mã là D802C Pro. Một sau đây xin phép được ráp lại và bên em test thử cho các bác trải nghiệm. Vâng, trên bên thì được dập cái chữ là thương hiệu Epic ạ. Epic, mã là D802C V4 năm 2018 đấy ạ. Vâng, đây là hàng chuẩn của thương hiệu Epic Audio sản xuất tại Trung Quốc. Bác này, những cái chân đồng. Vâng, những cái chân đồng vàng óng luôn ạ. Để chống suy hóa rất là cao. Nói chung là rất là nhiều linh kiện phía bên trong. Thì bác xem các bác cảm nhận được đây là hàng xịn hay không nhé. Vâng, thì em cũng đang kết nối tín hiệu qua Bluetooth. Vâng, cái này đầu giải mã quên. Cái cục đẩy công suất này rất nhiều cách kết nối rất là đa dạng, cổng quang USB và cả Bluetooth và cả chế độ LFC đây ạ. Rồi thì em đang kết nối với nhạc với tín hiệu Bluetooth. Vâng, đặc biệt trong cái điều khiển này nó là cả một công nghệ. Trong cái này nó có rất nhiều chế độ nhạc, nó có 15 chế độ nhạc chơi. Thì em đang nghe ở cái chế độ nhạc Drop Dock. Và em có thể chuyển được tất cả chế độ nhạc trên một cái điều khiển này các bác nhé. Và các bác để ý đấy ạ. Vâng, em sẽ chuyển từng chế độ một. Và các bác thấy không ạ? Đang chuyển đấy ạ. Mỗi một bài nhạc, mỗi một thể loại nhạc có một chế độ chơi khác nhau. Vì thế chúng ta là do tai chúng ta thính tai, chúng ta chọn chế độ nào hay nhất để chúng ta trải nghiệm. Và nhá, chế độ EQ này, EQ này là chế độ chơi nhạc. Vâng, để nghe tiếng bass dày sâu như còn đang có trầm thì chúng ta để chế độ đăng là hay nhất. Cái bass rất sâu. Đang chuyển chế độ tiếp các bác nhé. Pop này. Drop này. Một chế độ có một cái hay riêng các bác ạ. Nói chung là khá nhiều cái công nghệ mới được tích hợp, chúng ta dùng rất là dễ dàng và trải nghiệm rất là đa dạng về các dòng nhạc mà rất ít sản phẩm có. Vâng, với cái ngưỡng an toàn nó đánh trở kháng xuống được 4 ohm để chúng ta kết nối được
4 ôm thì rất là ít dòng loa có được trực thăng 4 ôm. Nói chung là trực thăng 8 ôm thì ngưỡng là công dụng rồi. Đấy, nhưng cái này xuống được tận 4 ôm thì các bác biết cái độ chứa đựng của nó rất là cao và bền. Còn cái này thì rất là thích, nói chung là nó rất là đa năng đa dụng, rất thích hợp cho những công việc vận đòi hỏi việc vận chuyển nhiều, không cần những cục đẩy cũng rất là công kênh thì chúng ta có thể tách cái này đi rất là tiện. Vâng, một lần cho nhà toàn đi rồi chúng ta cùng trải nghiệm ạ. Vâng, em phải nói một lần nữa, em bên em tính ngạc nhiên luôn ạ, nó kéo được sẵn một đôi 30 loa full chép kèn. Vâng, thì em đã làm video rất là chi tiết về cái cục đẩy công suất kiêm đầu giải mã FX Audio, mã là D0802C Pro. Đó là một sở hữu thì các bác hãy để lại cho tại trên kênh YouTube nhé. Vâng, cái này bên em giá công khai luôn là giá 3 triệu bao ship toàn quốc. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã xem dõi video. Vâng, trong cùng thì em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác của mình được tốt sức khỏe và thành công ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.